Nào, ta cùng tiếp tục nhé. Với cái clip này thì trước tiên là tôi có một chút thay đổi, là tôi thay đổi cái bố cục của những cái viên gạch này. Những viên gạch này nó khác với là những cái viên gạch hôm qua. Hôm qua thì tôi để những viên gạch này, nhưng mà tôi thấy cái viền này nó chưa được đẹp lắm, nó cần là có tí bo góc tròn cho một tí, nên thay bằng cái này. Mọi sự thay đổi thì nó vẫn như nhau thôi, nó chả khác gì đâu. Chúng ta về lại với cả Unity. Chúng ta chỉ thay đổi mỗi mỗi cái phần này thôi, cho cái hình nó đẹp lên thôi, còn lại mọi thứ về câu lệnh và các thứ thì chưa thêm vào một bất kỳ một cái gì cả, không thay đổi bất kỳ một thứ gì khác nữa. Chúng ta chặn lại. Bây giờ ta có khi là phải sửa lại xem là nguyên do nào mà cái nút của tôi nó chạy rất là nhanh, chạy không như ý muốn. Khi mà nhấn phím giữ phím xuống nó chạy rất nhanh, không theo ý lắm. Tôi thử xem là nguyên do gì nhá, phải xử lý lại không thì nhìn nó mất. Xem cái nút xuống rồi rơi xuống, dọc thời gian sang ngang ở đây, thời gian rơi xuống chứ không phải thời gian sang ngang, thời gian xuống dưới chứ không phải thời gian sang ngang. Chắc là do cái lỗi này thôi, chắc chắn là do lỗi thôi. Tự dưng nó chạy nhanh quá, không theo ý của mình. Xem nào. À đấy, được rồi đấy. Hơi chậm một tí. Hơi chậm một tí. Cái thời gian sang ngang ấy nó phải chậm hơn cái thời gian xuống dưới. Cái này đó. Không phải hai thôi, người ta xuống dưới nó phải nhanh hơn. Xem lại nữa. Đó, được rồi, ok. Ok. Ngon rồi đấy. Bây giờ ta sẽ đi xử lý tiếp nhé. Bây giờ ta sẽ đi xử lý tiếp. Như là tôi đã nói rồi, chúng ta phải làm cho các cái hình này có hình thì được phép quay như này. Đây, như hình này thì được phép quay 360 độ. Đấy. Hình này được phép phải quay 360 độ. Hình này như hình này được phép quay 360 độ. Nhưng mà như cái hình vuông này, hình O này thì chúng ta không nên xoay, đúng không nhỉ? Không nên xoay, hình này thì không nên xoay. Đây tôi đã ấn xoay này. Đấy. Nhưng mà thực ra cái này,
chơi cái game này thì cái hình này không nên xoay. Và cái này cũng vậy, chỉ cần quay 90 độ thôi, bởi vì là quay 90 độ sau nó quay trở về vị trí cũ, chứ không nên để cho nó xoay vòng. Cái này cũng vậy, chỉ cần hai thôi, chứ không cần nhiều, bởi vì nó sẽ cái trục xoay nó nằm ở đây mà. À, không cần thiết, nó sẽ bị lệch đi. Thế là ta không xoay cái thằng này. Như thằng này ta được phép xoay 360 này. Đấy. Thằng này được phép xoay 360 này. Thằng này được phép xoay 360 này. Đó. Bây giờ ta sẽ về làm cái giới hạn để cho nó không được xoay. Hoặc là xoay bao nhiêu độ thôi. 90 độ thôi. Giờ ta sẽ xử lý cái thằng này. Trước tiên ta phải vào trong system. Ta xử lý cái hàm xoay này. Nào, bây giờ thì xử lý cái hàm xoay này thế nào đây? Ta sẽ thêm vào đây cho nó hai cái biến, gọi là biến các thuộc tính xoay. Đấy, ta thêm là nó một thuộc tính lấy bồn được xoay, được phép xoay, phép xoay một thuộc tính được phép xoay. Ta để mặc định nó là chu đi. Public bool xoay 90 độ hoặc là xoay một lần, một lần nghĩa là xoay một góc 90 độ thôi. Để là phẩu. Được phép xoay, xoay một lần. Nếu mà không được phép xoay thì là phô phô. Được phép xoay và xoay một lần thì là chu chu. Rồi, ok. Ta sẽ về đây. Mở cái mẫu vật ra đây, nhấn vào khối này thì nó sẽ xuất hiện được phép xoay và xoay một lần đây. Thằng này thì được phép xoay và chỉ xoay một lần. Ta nhấn vào đây. Thằng này thì được phép xoay để nguyên. Thằng này cũng được phép xoay để nguyên. Thằng này thì không được phép xoay. Không được phép xoay. Bỏ thủ tích. Thằng này thì được phép xoay một lần. Tích và hai. Thằng này được phép xoay để nguyên. Thằng này thì được phép xoay một lần. Tích và xoay một lần. Rồi, ok. Xoay và nó vào. Đó, khi ta thêm vào các cái thuộc tính mà nó có chữ public này thì nó sẽ nhảy sang cái phần script này. Đó, như tốc độ chơi chẳng hạn được phép xoay, xoay một lần, nó nằm ở đây này.
tốc độ chơi. Được, phép sai sai một lần. Nếu mà cái chữ tốc độ chơi này mà ta viết chữ T hoa, D hoa và C hoa thì nó sang đây, nó đây nó sẽ tự động nó tách cho mình thành các cái dấu cách như này. Bây giờ ta đi viết cái hàm, viết tiếp cái quản lý cái độ quay của nó ở trong cái phần quay này. Nếu như mà nó được quay cái hàm được phép quay, nếu như được phép quay thì nó sẽ kiểm tra tiếp. Nếu như mà quay một lần xoay một lần đó. Nếu như nó xoay một lần thì kiểm tra tiếp là đã được 90 độ hay chưa. Kiểm tra bằng cái hàm transform, bằng transform rotation, một cái góc Euler, góc là 90 độ đúng không, một cái góc của trục Z mà lớn hơn hoặc bằng 90 độ thì không cho phép nó xoay nữa, nó chỉ được phép xoay 90 độ thôi, nó không được phép xoay thêm nữa. Transform chấm rotation không phải chữ 90. Đấy, không cho phép xoay nữa. Cái này không cần cần phân tích trên dòng. Không cho phép xoay nữa. Nếu như mà nó chưa lớn hơn thì sao, nó chưa lớn hơn thì được phép xoay 90 độ. Transform chấm tay không chấm 10 nào, chấm phải. Thế còn nếu như mà không phải là xoay một lần, nghĩa là được phép xoay mà không phải xoay một lần thì đéo, thì nó được phép xoay 90 độ. Cái này ta cũng chẳng cần ngoặc làm gì, thì nó được xoay một lần. Transform không phải 90. Đấy. Tiếp theo nữa là nếu mà nó không được phép xoay nếu mà không được phép xoay thì nó không xoay nữa. Thì không cần phải eo nữa, bỏ eo đi, không cần phải eo, vẫn phải eo, không
chạy thử xem nào, nếu mà nó có lỗi gì thì ta sẽ xử lý sau. Đây thằng này được phép xoay, được phép xoay xuống, thằng này chỉ xoay một lần đúng không? Đó. Ok, mong chờ thằng vuông nó ra xem nó chuẩn nào. Đây đấy, không, thằng này không được xoay rồi, bây giờ thì thằng này không được xoay rồi. Đấy. Này rồi, ta xử lý chuẩn rồi đấy, chuẩn rồi đấy, không có lỗi gì, không có lỗi gì cả. Ok ok ok, không có lỗi gì hết. Ok ok rồi.